lúc đi căn đồ ngang gặp cái bà cụ đó, bà bán bông súng mà nhổ trong vườn ra đó. Cái bông súng này là cái mương của bà nói bà trồng rau về để nuôi cá đó. Vậy ghé mua tiếp bà hai bó với mua một ký ổi về cho má ăn. Cái mua xong rồi suy nghĩ, ủa sao bông súng rồi phải mua cá nữa. Thế vậy thôi mua thêm mớ cá rô đồng nè, về cá này người ta cũng giăng lưới đặt giớn rồi đó cả nhà. Thì Út mua nửa ký lô à, về để sẵn này nấu canh chua ăn luôn. Ra ngoài bên hông hè nè, má có trồng mớ đậu bắp á, bẻ vô ít trái. Nhìn vòng vườn là má trồng rau đồ nhiều lắm, trồng rau ăn là khỏi phải mua đó. Ví dụ như bông súng thì không có thôi, chứ còn rau cần rau này rau kia là nấu canh, tại vì má ăn chay trường đó nên là rau là không có thiếu. Út thì ăn thì chỉ mua cá rồi mua này kia chút đỉnh thôi. Bây giờ cũng chín rồi, Út mời cả nhà ăn cơm nha.